Và có một cái thông tin cũng rất là vui mừng đối với người dân Việt Nam của chúng ta, đó là tại Hà Nội hưởng ứng chiến dịch truyền thông về mất cân bằng giới tính khi sinh và ngày quốc tế trẻ em gái 11 tháng 10, đã có 60 gia đình sinh con một bé gái được tuyên dương tại Hà Nội. Tại buổi tuyên dương thì đại diện của các gia đình đã phát biểu chia sẻ những cảm xúc, tâm tư và tình cảm khi sinh con một bé là gái. Họ đã chiến thắng và vượt qua được những mặc cảm, những sự tự ti khi chỉ sinh con gái một bề mà sau đó họ đã gặt được những quả ngọt, chính là sự hiếu kính từ những người con gái của mình, và gia đình cũng ấm êm và hạnh phúc hơn rất là nhiều trong cuộc sống. Và ngay sau đây, chúng tôi xin mời quý vị, chúng ta hãy cùng lắng nghe chuyên gia tâm lý Trịnh Trung Hòa sẽ phân tích như thế nào về tâm lý mong muốn sinh con trai của các bậc làm cha và làm mẹ nhé. Tôi thấy cái tư tưởng mà cứ thích và đẻ con trai bằng được ấy, là nó xuất phát từ cái quan niệm của xã hội từ ngày xưa đến nay. Cho đến gần đây, tôi vẫn thấy có một nơi ở cách Hà Nội chỉ độ chục cái số đó, có một cái đám tang mà tôi đến thì sẽ là chỉ có con trai mới được đứng ở hai bên quan tài, còn con gái không được đứng ở đấy để đặt đấy. Nếu mà người nhà nào mà không có con trai lại phải lấy con ông chú ông bác, đứng con trai của ông chú ông bác đứng ở đây. Những cái quan điểm như thế thì làm cho người ta thấy là nếu mà không có con trai thì rất là khổ. Cho nên là rồi những cái quan điểm khác, thí dụ như là những cái ngày dỗ chạp lễ Tết là nửa đùa nửa thật, cho là không có con trai thì sung chiếu giết, người thì là có con trai thì được thương minh đấy. Tất cả những cái cách cư xử như thế nó đẩy người ta đến cái chỗ mà người ta thích có con trai. Cho nên thật ra là con trai hiện nay theo nhiều năm làm tư vấn thì tôi thấy là những gia đình mà có con trai, nhiều người là mệt mỏi vì con trai là nó nghịch hơn con gái nhiều cái khác. Thế nhưng mà cứ cố để đẻ con trai bằng được đấy, thì cái này là ở các cái nước phát triển, người ta đẻ được con gái người ta còn mừng đấy. Chứ không phải là cứ có con trai mới được đâu. Và thưa quý vị, có thể nói con cái chính là món quà của trời đất đã ban tặng cho chúng ta. Và chính vì vậy mà con cái không phải là vật sở hữu hay là để thể hiện sĩ diện của những người làm cha, làm mẹ. Và chính vì như vậy, cho nên dù là giới tính gì thì con cái cũng chính là một phần máu thịt của tất cả chúng ta. Và chúng tôi cũng rất mong rằng các ông bố bà mẹ của chúng ta hãy gạt bỏ chuyện phân biệt giữa giới tính nam hay nữ, mà chúng ta hãy toàn tâm toàn ý tập trung vào việc yêu thương, vào việc chăm sóc và dạy dỗ cho con cái của chúng ta được thành người, để trở thành những người công dân tốt, để có thể thực sự các con có được một cuộc sống hạnh phúc, và niềm hạnh phúc đó sẽ lan tỏa đến toàn xã hội. Và kính thưa quý vị, chính vì vậy mà chúng tôi hy vọng rằng ngay sau khi xem xong chương trình này thì các bà mẹ sinh con một bề của chúng ta hãy giải tỏa hết những tâm lý căng thẳng của mình đi, hãy gạt bỏ tất cả những sự mặc cảm và sự tự ti đi, để chúng ta vui sống với cuộc sống của chính mình và với con cái của mình.